Dạ em xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Dạ hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép giống cúc thọ hương phong tàng thông ở vườn của bạn Nam cô chú anh chị ha. Hôm nay thì bạn Nam thanh lý xả vườn luôn cô chú anh chị, mức giá cũng khá là rẻ cô chú anh chị ha, chỉ từ vài trăm ngàn một cây thôi. Mà cây chà bá như thế này là cô chú anh chị cây rất là to ha, hàng cho tết ok luôn á, nút nụ ngon lành, ghép hai mùa rưỡi nha. Đó, nốt nụ ngon lành thì mong cô chú anh chị mình vào xem clip ha, thấy cây nào hợp nhãn với lại giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Thì cũng không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa nha, em mời cô chú anh chị mình vào clip để gặp luôn bạn Nam, để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn ha, chào cô chú anh chị gần xa. Thì hôm nay tiếp tục đến với kênh thì cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai về cho cô chú anh chị mình chơi tết 2024 nha cô chú anh chị. Rồi. Thì là một cái lô cúc họ hương nha, giá siêu mềm cho cô chú anh chị mình về chơi luôn nha. Rồi. Thì cây đầu clip là mã số 61A nha cô chú anh chị, một cây cúc họ hương nha. Cái này tàn rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Cây thì có mặt bông trên cây ha, nên là cô chú anh chị mình cứ an tâm. Cây thì đảm bảo cho cô chú anh chị mình là chuẩn giống nha. Cây này cô chú anh chị ha, nó lên nụ kim hết rồi nè. Lên nụ rất là nhiều rồi cô chú anh chị ha. Đây, chùm nụ luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào sợ thì cô chú anh chị mình cứ an tâm nha. Hàng này, tại vì cô chú anh chị mình nhìn nè, nếu mà nhìn từ trên xuống như vậy thì mình không thấy nụ đâu. Nó mình phải lật lên như thế này là cô chú anh chị là mình thấy nụ nè. Đó. Không, mấy cái cây này á, có lá nhiều mình nhìn không ra nụ đâu. Dạ, quanh thân được 20 nha. Dạ. Chiều cao là được 1m16. Tán ngang là được 1m10. Dạ. Rồi cây cúc họ hương này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 800 thôi nha. Rồi 800 ngàn bao phí vận chuyển cô chú anh chị ơi. Rồi xuống cây nha. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 62. Rồi tiếp theo là mã số 62. 62A cũng là một cây cúc họ hương luôn. Rồi. Cây này tàn quá đẹp cô chú anh chị. Cây này tàn rất là tròn luôn cô chú anh chị. Nút nụ thân cây này hơi cao rồi ha. Rồi, cái này già lắm, tội có nhánh nè. Này cô chú anh chị mình mua tại cái lô 2 mùa mấy gần 3 mùa rồi. Nút nụ lên rất là đều luôn. Cái này tết là đảm bảo cô chú anh chị đặt cây luôn á. Rồi, thông số luôn nha bạn. Rồi. Quanh thân là được 18. Rồi. Chiều cao là được 1m15. Tán ngang là được 1m15 luôn. Rồi. Rồi cái cúc hoàng hương cũng giao lưu cô chú anh chị mình giá 850 thôi nha. Rồi 850 ha. Rồi giá siêu mềm luôn cô chú anh chị ơi. Rồi đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 63A. Rồi 63 cũng là một cây cúc họ hương nữa nha cô chú anh chị. Cây này thì đế sổ ra nè, chia nó đều ha. Rồi tại quá đẹp luôn. 1 2 3 4 5 hướng luôn. Mà nó hơi cong cong ha. Đế bàn luôn cô chú anh chị ha. Rồi cây thì lên nụ non khá là nhiều nha cô chú rồi, anh chị. Mã số 63 ha. Nó lên nụ mở mắt lá luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn. Rồi quanh thân là được 20. Rồi chiều cao là được 1m06, tán ngang là 1m10. Rồi cây nút nụ kim lên hết rồi cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 1 triệu thôi. Rồi 1 triệu bao phí ha. Rồi em xuống cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là mã số 64. Rồi, mã số 64A cũng là một cây cúc họ hương luôn. Đế rất là quái cô chú anh chị. Cây có mặt hoa hết cho cô chú anh chị mình xem á, hoa rất là to luôn. Rồi, này là bông gió thôi nhé cô chú anh chị. Có đế ha. Thông số luôn các bạn. Rồi. Quanh thân là được 20. Chiều cao là được 1m03. Rồi. Tán ngang là được 90. Rồi cái cúc hoa hương giao lưu của chú anh chị giá là 800 nha. Rồi đợi cây ha. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 65. Rồi 65A cũng là một cây cúc hoa hương luôn. Rồi cây này tàn cũng khá nè cô chú anh chị ha. Xác lớn nha cô chú anh chị ha. Phôi lớn ha. Đế cũ cục luôn nè cô chú anh chị. Đế cũ xỏ ra luôn cô chú anh chị. Rồi thông số luôn nha bạn. Rồi quanh thân là được 21. Rồi. Cũ đã đặt là được 45. Rồi. Chiều cao là được 1m06. Tán ngang 90. Rồi. Rồi cái cúc hoàng hương giao lưu của chú anh chị mình giá là
900 thôi. Rồi, mình đã ok luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo là mã số. Rồi, tiếp theo là mã số 66 ha. Cũng rồi. Là một cây cúc họ Hương luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cây này tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị. Tàn rất là tròn luôn nè. Yeah, tàn hông hết cô chú anh chị. Nút nụ thì quá chừng luôn. Rồi, 66 luôn nha bạn. Rồi. Quỳnh Hân là được 20. Cây này già mùa dữ lắm nè. Nụ nhiều. Chiều cao là 1m29. Rồi. Tới ngang 1m10. Rồi cái cúc họ Hương này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.200.000 bao phí ship luôn nha. Rồi, mà đổi cây luôn ha. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 67A cũng là một cây cúc họ Hương luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này có củ đế vàng ươm luôn nha. Tàn tròn lắm cô chú anh chị ha. Rồi, thông số đó nha bạn. Rồi. Hoành thân của cây là được 14. Rồi. Chiều cao là được 1m29. Tới ngang là được 1m15. Rồi. Rồi cái cúc họ Hương cũng giao lưu cô chú anh chị mình giá là 800 thôi nha. Rồi, quá chừng cái tàn lên cô chú anh chị ơi. Đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 68A. Rồi. 68A cũng là một cây cúc họ Hương luôn. Cây ha, cái tàn cũng khá khá ha cô chú anh chị. Rồi. Tàn ok luôn á. Rồi, Quỳnh Hân là được 18. Cây này già lên. Chiều cao 1m25. Tán ngang là 98. Rồi. Rồi cái cúc họ Hương giao lưu của chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 800 thôi. Rồi, mà đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo là mã số 69A. 69A. Cũng là một cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Cái tàn quá đẹp cô chú anh chị. Hóa chừng cái tàn luôn. Rồi, cho xin thông số luôn nha bạn. Rồi. Trời ơi, cái đế thằng ôm luôn. Quỳnh Hân là được 16. Rồi. Chiều cao là được 1m15. Tán ngang là được 1m30. Rồi. Rồi, cái cúc họ Hương này em giao lưu cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 800 thôi. Quá chừng cái tàn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo mã số 70A. Rồi, 70A cũng là một cây cúc họ Hương đó nha cô chú anh chị. Cây này quá chừng tàn, cái tàn tròn do luôn cô chú anh chị. Mà cây lùn ha, rất là dễ thương luôn nè. Tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị. Nút nụ thì lên đều gan hết luôn. Rồi, 26 luôn nha bạn. Rồi. Quỳnh Hân là được 18. Rồi. Chiều cao là được 98. Tán ngang là được 1m. Rồi. Rồi cái cúc họ Hương giao lưu cô chú anh chị mình giá là 750 nha. Rồi. Rồi cây mã số 70A cũng là một cây cuối clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ha. Và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương và ủng hộ em nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094. Cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi cũng thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.